bụng ba có vàng mà gì vậy? Dù gì không trả lời rồi. Đây sao vậy, có bệnh hay gì không kỳ vậy? Đủ gì bệnh nóng gì không không cái lại đi hỏi chị hai ấy, chiếc xe bà tay ga bay 70 triệu á, đi hỏi đi, chiếc xe đi hỏi tôi không biết chị Trang á. Bữa nói mượn mới mua xe tải mà. Lý Vinh Thịnh hỏi bãi chứ tôi có biết gì đâu. Tôi biết gì đâu. Một mình cá chiên cầm chua gì đâu hỏi. Thì bữa bữa ăn gì đó ăn được thôi đi. Thì tôi có ăn nãy giờ tôi có nói gì đâu trời, tôi nói gì ăn không được gì đâu tôi hỏi. Tôi không hỏi cơm gì ông lấy không, giờ hỏi nữa. Thì hỏi chị hai á. La là mua xe tải mà giờ mua thêm chiếc xe tay ga 70 triệu. Bà mua tôi mua tôi biết gì đâu trời mà cự. Trong khi tôi mất nợ mười mấy triệu. Nếu về bà cự bả chứ tôi biết gì đâu, khi tôi cự tôi cũng biết vụ gì đâu thì nói vậy, mượn xe mua xe tải tôi đưa mượn xe tải thôi chứ tôi biết gì vụ xe đó đâu mà bà có nói gì tôi đâu. Mà vụ đó sao bà biết hả, nghe không là sao nữa, bữa tôi không biết vụ gì đâu. Sao biết vụ xe đó? Tôi có hay gì đâu tại. Ai nói bà biết vậy hả, này sao tại hỏi không trả lời luôn à. Muốn gì đi hỏi chị hai đừng hỏi tôi mệt lắm. Tôi biết gì đâu trời, tôi không biết tôi mới hỏi bà biết bà không nói gì, bà kia hỏi chị hai. Hôm qua bà mới chạy xe tay ga ra vậy là cái chát hôm qua đó trời, nó mới chạy xe của ai sao. Giờ đừng hỏi tôi nữa chứ giờ sao vậy, hỏi nó cũng không chịu. Bà nói mua chính miệng, nó mua chứ gì đâu mà không giờ hỏi tôi hoài. Chính miệng nó mua luôn hả? Ai biết là bà chứ không nội tôi mua. Bà không nói đó, bà chỉ là chạy xe về. Tôi biết là bà chạy của ai, bà mượn cái ai chạy sao rồi bà nói vậy tôi biết chứ. Không nên có nội tôi mua cho bà chạy. Ông của nội bà. Ông của nội bà, tôi kia bận cái gì. Kêu ông của nội luôn chứ kêu gì ông lẽ ông là ông của nội tôi. Quên cứu nội, cứu nội bà cũng như cứu nội tôi. Mấy cứu nội ha, cứu nội kỳ ta, sao bữa nó có mua tải mà giờ mua thì mới nó thắt nữa mấy triệu nữa, mấy chục hay mấy trăm hả? Mà nghe anh nói nhiều không, nghe không, nóng phỏng nha. Tôi biết rồi mẹ, nhưng mà đỡ đưa bả vội giờ vậy sao, cái gì thằng khoáng đã đưa cho bả ba la mua xe tải thấy chị em mà thì bả cũng chị tôi kia cũng cháu tôi giờ đưa bả chạy có này nọ với người ta sao phải làm gì trời.
Mẹ vô má ăn chay. Sao má vô cơm? Vô cơm má ơi. Ăn đi tao vô liền. Rồi. Vô cơm má ơi. Ăn đi vậy tao vô tới liền. Ăn lần đi tao vô. Ra đâu má? Đi ruộng rồi sao tới giờ chưa về không biết. Có chuyện gọi cái cơm buồn nè. Buồn nốt. Mơ mắng mặn rồi hả? Chưa. Còn hết trời. Bây giờ chết chưa về nó ăn cơm không? Nước đó rồi mới... Đợi đủ rồi tắt máy về luôn hay sao? Má đi sang ăn con rồi. Ủa sao ăn ít vậy? Sao vợ mày nay ăn ít vậy? Đứa con nó xuống hỏi mặt trầm gầm cử con. Cử cái gì? Là cho tiền đi sổ đỏ mượn hai mua xe tải mà sao nó trả thắt về nữa. Cũng đây con với vợ con thiếu tiền người ta mấy triệu không trả, bả mua xe thắt về. Bả đi đá mà bả đi chơi, bả chạy một vòng chụp hình bả khoe nữa. Mà con không biết gì hết trơn, bây giờ sự con nói con mới biết. Về chửi dầm dầm nãy giờ, đi mua nãy giờ. Sao rồi? Sao nó biết? Bữa bà chạy về bà nói luôn mà. Mấy mấy mua xe. Nói như vợ con không biết gì.
Má biết không? Nghe nó nói mượn mà. Hả? Hổng có nghe nó nói chả... mượn. Thôi chị Hai nói với vợ con là chị mua mà chụp xe chụp nhà của nhà bả mà. Ai biết. Hổng tao nghe nó nói mượn. Tôi tưởng mượn, đâu biết. Rồi má có biết không? Thì... Không, tôi đâu biết gì đâu. Sao kỳ đây thiếu, ở đây không có tiền. Không, nó chạy về nó không mượn. Mượn tao sao nói với vợ con gãi vậy là mới là chứng che bả. Mượn của cô Út thằng Biên. Con cũng nói đây là bả mượn tiếng gì nữa trả lại chị Hai trả lại mua xe xe của chị Hai vậy mua hả? Ừ, đây xe chị Hai mua thì má biết má giấu nữa chỉ về cự cầm nhầm lấy vợ mà sao tiền đây thiếu đây không đưa nó trả mình đi mua xe gì đó. Mình đi mắc nợ người ta dí tới đặng thì không cho. Mình đi mua thắt về chạy đám vậy đó, rồi phe vậy đó. Thì nó có mua thì mốt rồi từ từ nó chạy nó trả chứ gì. Chạy trả gì mua xe tải rồi thì con nói mượn cho mua xe tải, con đâu nói mượn nguyên xe đó đâu mà sao giờ lọt kiếp xe đó nữa. Mà ở đây con đi mắc nợ người ta dí nó có tiền thì không đưa. Ha, nhiều khi nó dai rồi mua xe tải rồi còn dư tiền nó mua sẵn nó mua luôn. Mà sao dư vậy sao không đưa con với vợ con mượn trả tiền nợ mà sao đi làm vậy? Thì nó mượn cái sổ đỏ mày chứ đâu phải mượn tiền mày đâu, nó trả tiền. Thì mượn sổ đỏ thì mượn sổ đỏ thì bên đây con cũng hiếu rồi đưa con mượn đỡ lại sao tiền lấy luôn rồi, mua thắt vậy. Còn đây trong khi hai vợ con hai vợ chồng đây thiếu người ta dí rồi giờ không có tiền trả rồi giờ đi mượn người ta không cho rồi đi năn nỉ người ta cũng vậy. Thì chắc nó tính nó mua đi rồi không thẳng rồi nó trả lần lần. Thì nó mượn sổ thì nó dai thì nó trả tiền lời chứ bắt mày trả đâu. Biết là không trả nhưng mà giờ lỡ không trả rồi mất luôn rồi sao mất luôn bằng khoáng luôn. Rồi con gọi mốt ra đường ở luôn. Sao mất bằng khoáng ra đường ở? Giờ không trả không tiền lãi không đóng tiền lãi thì dồn này qua nọ lấy luôn mất tiêu luôn. Lấy luôn sổ đỏ luôn. Đó còn đó ai lấy mẹ. Má nói toàn nó của nhà nước không, má nói đi đơn giản mà. Rồi từ từ nó mặn nó trả người ta. Thấy từ từ vậy chưa hết, thấy mua xe xong mua luôn chiếc xe thắt mà đây trong khi mình đi mình thiếu mà không đưa. Mà giờ đợi chừng nào. Thì chắc nó nghĩ nó dài, nó mượn cái sổ nó dài thì mới mốt nó trả cái sổ. Chứ còn tiền thì nó làm gì nó làm kệ mộ nó. Nhưng mà đây con đang hiếu, của nó con đang hiếu. Chiếc xe trong khi xe đó mấy chục triệu, mình đi thiếu mười mấy triệu. Gặp mua chiếc xe đó bằng đây gấp 4, gấp 5 lần, gấp 7 lần cái giá tiền cũng hiếu nữa. Mà nó mua trả góp hả, mua tiền mặt. Con không biết là xe chị Hai đó là vợ nói vậy đó. Con không biết là xe của chị đó. Sao vợ không biết? Con lại con không hỏi. Mày có nói nó không? Con còn không biết cái gì nói. Ai biết. Chửi con la hỏi sao con hỏi gì không trả lời. Hỏi sao biết là đi hỏi chị Hai á. Đi hỏi chị Hai xong rồi con gặp chị Hai rồi mà hỏi. Bữa thì giờ mai con chịu nó về mày hỏi nó coi. Chứ tao nghĩ như vậy đó. Chắc nó mua rồi còn rồi nó mua luôn rồi mới mốt rồi. Biết vậy mình trong đây mình thi mình thấy chị Hai anh Hai khó khăn rồi. Có cũng muốn có với người ta đây con cũng khổ, con cũng đưa người ta mượn rồi trả, con cũng đưa tiền vàng cũng đưa mượn luôn. Trong khi đó mình đi mình thiếu thì không đưa thì thấy đó cũng chị mình thằng Bin cũng con chị Hai cũng như cháu mình thì mình đi mình lấy thì thấy hụt hiếu thì mình đi mình cũng thấy kỵ thì cũng thấy tội chị Hai có chồng thì như vậy đó. Mình đây mình cũng có chút đỉnh thì mình cũng đưa cho mượn rồi xong rồi giờ làm vậy. Ôi thì chị em mà giúp đỡ qua lại có chị gì em đâu. Giúp đỡ mình giúp hết mình vậy đó mà làm vô vậy đó thì mình giờ mình mốt nói nó lo ra nó trả
Con lẽ hồi tối ngày nào không ngủ á, càm càm cứ gửi có sổ đỏ ở đâu trong khi đó con biết gì giờ tao đưa mượn rồi vợ vậy đó. Thì mày cũng không biết nói, ừ thì cho anh hai mượn mốt từ từ anh hai trả. Thì con nói gì đó mà trong khi Hà như mượn chiếc xe Hà mua xe tải không. Còn này mua xe tải mua chiếc H nữa trong khi đó mà không trả tiền mình. Mình đây mình thiếu mình mượn ổng ai đưa. Chắc nó ham quá nó mua chứ không biết nó có tiền mặt không hả, nó không trả góp nữa đó. Mà ham trong khi đó đang mắc nợ, đây con đang mắc nợ mướn sổ đỏ rồi. Vậy mà ham cái gì? Thì tao nói vậy chứ tao cũng có biết gì đâu. Thôi ăn đi dẹp. Giờ tao đâu biết gì đâu. Rồi để hồi là mất luôn xe luôn, mất luôn cái sổ đỏ luôn. Rồi mới tính mới nói chị Hàng sao lấy lấy tiền đưa con trả tiền nợ, trả tiền phân cho người ta chứ rồi sổ đỏ thì sẵn gì kiếm chị Hai nói chị Hai sổ đỏ luôn chứ rồi để đó mốt mất luôn. Rồi mốt cái xong cái đó cái xuống năn nỉ má kiếm cái nhà sổ đỏ nhà nữa cái má con ra đường ở hết luôn. Thì mốt về nói nó mần tranh thủ chuột. Con không có tranh thủ đâu, cứ mình đây mình thiếu mà nó xe chạy nhõng 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 gì đó. Đi đám đi này đi kia rồi phe rồi muốn mua xe này xe kia. Mình đây mình đi hiên đây em mình thiếu. Thì mốt nó về rồi nói nó lo mần tranh thủ rồi gom góp rồi trả. Nặng chuột cái sổ về. Chứ giờ tao biết làm sao, nói tao hoài mệt quá. Nó không má ai biết đâu má, má hai đứa rồi má tính đi chứ. Má tính đi đi mốt còn sổ đỏ thì lấy luôn. Ai lấy mày? Ai biết cái đâu về nói lại đưa hết à. Như bỏ bù rồi. Chị mày chứ ai bỏ bù. Thì đó chị nó chị thân quá tài luôn mà. Chị đưa chị rồi chị làm gì á rồi mất tiêu luôn. Rồi chị xách đi mua xe vậy đó, chị bỏ hai đứa em bơ vơ vậy nè. Chị dữ lắm. Chị con em... gái của mẹ, con cả. Thì hỏi nó nghèo khổ thì giúp đỡ nó rồi nó được thì nó cũng mang ơn. Chứ gì đâu mà nói hoài tao mệt quá. Thì nâng đỡ lên. Con không biết nâng đâu chứ con thấy đây sụm tới rồi. Rồi nữa ví dụ nó có chạy được nó có khá thì nó cũng nhớ ơn. Hễ như mua xe tải không con không nói gì thì mua thêm cái xe SH nữa mà trong nó mấy chục triệu mà đây mình đi hiếu mà biết nó mua hay nó mượn. Có con không biết cứ thấy là của chị Hai mua cứ vậy tính tới thì của chị Hai con không quan tâm. Con không biết bự hay không gì cứ nói miệng nói ra của chị Hai mua mà của chị Hai. Chứ tự nhiên bình thường thì không mua, tự nhiên giờ cái họ bình thường cái không có xe nào mượn cái tự nhiên giờ có xe mượn là sao? Bình thường thấy có ai chẳng có ai chạy đâu mà tự nhiên giờ có xe chạy mà trong khi đó mới mượn sổ đỏ con cầm nó mua xe tải rồi không lẽ mua xe tải không không có dư. Gặp anh Hai cũng ổng cũng tính hết rồi. Ông gặp đập đầu óc cũng đi xe nữa cũng khu ai đâu mà. Ôi thì mai mốt về nói nó lo tranh thủ nó chạy rồi có tiền rồi nó đi chỗ cái sổ dễ trả cho mày chứ gì đâu mày ơi mày càm ràm hoài. Thôi ăn đi răng dẹp vậy thôi sẵn giờ nó luôn giờ nói gì nữa ngoài ruộng mấy miếng đất má có nhà có hai chị em đó má coi má chia luôn đi chứ để mốt là không còn miếng nào luôn để tao chết rồi mày không có ăn phải không. Giờ sống lại vậy rồi đó. Giờ muốn không có đất đi cạp luôn nữa. Tới lúc má chết thì ra chắc thì nữa tao chết mày mới ăn chứ ai ăn. Giờ mày biết, biết có ăn không. Vậy chứ ai vô đây ăn. Thì đó rồi con gái má chứ ai tội chứ thì ai gả nó lấy chồng rồi mày nói gì vậy. Gả lấy chồng rồi mới về mượn này xin này xin mày kia. Giờ mày ở với tao thì nữa tao chết mày hưởng với ai hưởng. Giờ đầu chia
giờ má chia, má giờ má chia đất đi, trước sau gì má cũng chia con chị hai à, thì giờ má chia đi rồi đưa chị hai phần nào đó, thì giờ con nói chị hai hay má nói chị hai, ừ bán miếng đó hay sao đó con không biết, làm sao lấy cái sổ đỏ về cho con để con trả nợ với người ta. Càm gàm ngày nào cũng liễu cũng về càm gàm cứ gửi nói con. Tôi còn sống thì tôi chưa chết mà anh lo đồ chia đất chia đai rồi. Con không có lẽ gì, bạn giờ chị hai là như vậy đó, mua xe này xe kia bỏ sổ đỏ vậy rồi biết chừng nào chị hai mới lấy ra được. Trong khi chị hai đang còn tiền dư, lúc đó Hiếu mượn chị hai, chị ra ra giờ tôi cũng không, chị hai không đem tiền heo. Cứ đụng tới không có đem tiền, ra giờ túi còn mấy trăm ngàn mua sữa này cho con kia. Cứ đụng tới là đổ thừa qua chân pin, mua tả chân pin, lâu lâu pin nó bệnh, mua thuốc chân pin này kia. Không lẽ vậy giờ cũng cháu mình, không lẽ giờ mình có 500 ngàn mình cũng lấy luôn. Thì mình im cứ vậy, cứ làm tới làm hoài, chừng nào mới có tiền trả nợ. Trong khi người ta đòi giật tới giật xuôi, giật lui giật ngược ở đây. Cũng mày đưa chứ tao đâu có ép mày đâu. Thì giờ mình thấy thì mày má cũng nói con thì đó cũng chị hai mày. Thì đó giờ cũng chị hai đó. Thì mày cũng đồng ý mày đưa, mà giờ cái mình cũng đấu trúc cho tao không. Thì cũng má có một phần đụng tới cho mẹ cũng hương chị hai thì đó cũng hương chị hai. Hai chữ cự chứ thì cần thì thấy cũng chị mình. Thì cô cũng đưa cho chị hai ở với anh hai, thì anh hai cũng cần. Thôi ăn đi mẹ ơi, rồi mai mốt nó về rồi nói nó lo tranh thủ rồi kiếm tiền đang chuộc cái sổ về. Thì giờ kiếm tiền đó rồi, rồi mày chỉ... muốn chia thì tao chia luôn. Chỉ còn có chia đất ra phần của con. Chia hỏi ai để ăn thì còn thì ăn hết thì ráng chịu. Thì phần của con đó, má cứ để rồi cho con thì cứ con cũng để đưa cho má làm thôi. Còn phần chị hai thì má cứ nói chị hai không biết cầm cách nào đó bán hay sao hay cầm gì đó cô không biết. Chỉ cần giờ lấy chuột chuột sổ đỏ cho con với giờ nó cầm mày cho mày mày cầm không? Giờ cầm cho con tiền đâu cầm, giờ mười mấy triệu cũng không có chi đâu cầm. Con không biết giờ cần làm sao đó cầm hay gì đó con không rành, con không biết. Chỉ cần có tiền rồi để mày mốt nó về đi tao nói mấy tao chia luôn. Rồi tụi bay sống sao đó sống. Chứ trong khi mình thấy cực khổ mình đưa cho mượn vậy đó mà nã đồng nào giờ mua xe vậy đó. Mua chiếc kia cũng ít gì, mua chiếc này cũng mấy chục triệu. Em mốt về ta hỏi nó coi nó mua hàng nó mượn. Nhiều khi nó mượn rồi mày nói mua cũng quan cho nó. Mà mượn tự nhiên ai đâu tự nhiên cho mượn mà đi đám này kia rồi chụp hình thì này nhiều nọ. Khi chị em trong nhà thì người ta cho mượn có mày chị em mày không lấy người ta cho mượn có làm sao? Sao mà cho mượn được, trong khi đó chuyện bình thường không mượn xe tự nhiên tới giờ cái mua xe tải cái tự nhiên có xe đó có mượn. Thường ngủ mà biết mà nằm mơ luôn. Mơ thấy hỏi sổ đỏ đâu rồi làm sao đó cách nào lấy sổ đỏ cho tôi. Vợ mày hả? Hả? Thì mốt chị hai mày về mày cũng nói nó một tiếng, mày tao nói thêm vô. Kêu nó ráng mần rồi chuột cái sổ về. Cũng tin tưởng, thấy cung chạy mình đưa mượn làm gì. Giữa mốt ai dám cho mượn nữa. Cho canh không ăn còn nguyên. Con nói vậy má là cách nào mới nói chị hai lấy thì sổ đỏ cho con được rồi. Thì hổng cũng mày đưa nó thì mày cũng nói nó rồi tao nói thêm vô. Má nói phụ với chứ con. Chứ tự nhiên giờ mày xúi tao không à? Tao đâu có ép. Xét gì cũng mà má không có chị hai làm gì má nó sợ. Mà má chia đất trước sau thì bà cũng bán. Thì tao chia hỏi ai khôn mày để ăn bán ráng chịu.
bà đáng chắc rồi đó. Mày mốt tao chia có phần hết rồi, ai làm gì đó làm đi, tao giờ cũng hết biết rồi. Má cứ chia đi chị em đó, ai giữ được có hai xử. Đứa mà cứ xử hoài xử không xong, ai giữ được giữ, còn ai không giữ được thì mất thôi, chứ tiền má để không không vậy vậy mượn hoài luôn. Dù má cũng thấy con má bị vậy vậy đó, má cũng thương, má cho mốt ra mấy má con ra hầm cầu ở, không biết có hầm cầu ở không nữa. Thôi mày tào lao quá, mày mừng mày ăn rồi dẹp người ta một cái. Con nói vậy đó để má biết, con gái má ngoan, đụng tới là con gái má ngoan lắm, chịu làm. Mà chịu làm nũng á, giùm nhũng má về mượn tiền. Nó cũng mặn ăn chứ nó có ăn chơi gì, nó mượn tiền mày nó mặn ăn chứ nó có ăn chơi gì đâu mà mày nói mẹ ơi. Mệt mày quá. Mày mặn có nuôi cháu mày chứ ai vô đây mày nói. Được chưa? Rồi. Nhiều cơm ăn cũng không hết.